Đó, tiếp tục xử lý cứu thành công một sản phẩm vang số DENF X5 mọi người. Đây là dòng vang X5 DB-V5 Professional Digital Audio Processor. Đây là về bao gồm 12 phím 2, 4, 6, 8, 10, 12 phím và 4 volume encoder. Thì về thiết kế thì vẫn là của dòng vang X5 thôi và ăn chung phần mềm mọi người nhé. Bố trí khác một chút về cái phần bo mặt này và in cái tên thương hiệu khác thôi. Còn đây là máy bên trong. Thì đối với cái sản phẩm này khi mình nhận xử lý cho khách hàng thì dính lỗi mất tiếng. Và tổng hợp lại trên máy này thì khi mà xử lý sẽ xử lý 3 bệnh. Bệnh mất tiếng thì liên quan đến lỗi về cái phần nguồn này và lỗi trên vỉ DSP. Cái bệnh thứ ba là bị nhòe cái màn này, tức là cái màn này chúng ta nhòe, nó nhòe dạng là nhòe đốm trắng nó lóa lên đấy, chúng ta phải nhìn nghiêng nhìn chéo check khoảng là trên 30 độ 45 độ thì chúng ta mới có thể nhìn thấy rõ, còn nhìn thẳng nó rất khó nhìn. Nôm na nó là bệnh lỗi màn. Đó. Hiện tại đã cứu xong sản phẩm này. Ly 1 2 6 7. Tiếng rất là hay. Ly 6 giảm effect lên 1 2. Tăng effect lên này. Ly 1 2 6 7 8 9 7. Thì ở cái dòng vang DENF này bản chất là vẫn là dòng X5 và khi dính lỗi thì sẽ bị những cái lỗi chung như những cái dòng vang X5 kia mọi người nha. Đó. Thì đối với cái sản phẩm này thì mình có hỗ trợ cho một anh khách hàng, anh khách qua YouTube. Đây. Anh Thanh Đăng, Lê Lợi khóm 1, khóm 5 phường 1 thị xã Giá Rai, Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Vang X5 hư. Thì bản chất là đối với cái sản phẩm này thì theo mình nghĩ là ban đầu là do là lỗi phần nguồn này thôi. Lỗi liên quan đến mất phần nguồn để nuôi cho hệ thống IC ở đây. Nhưng mà khách hàng có mang đến sửa ở đâu đó nhưng mà sửa không thành công. Và làm lỗi luôn cả cái bo DSP này. Mất toàn bộ xung điều khiển. Đó. Đó, khi nhận được thì xử lý nguồn xong ok thì thấy lỗi bo này. Và xử lý luôn cái bệnh này mà. Đó thì anh có thể vào tham khảo qua cái video clip này nhé. Đó thì ở trên dòng này thì những cái lỗi mà khi mà dính lỗi ấy, thì sẽ chung với dòng X5 kia. Đó như là lỗi về phần mềm này, XX này, FXX này. Mất echo này, bị lỗi về phần mic, có thể lỗi nghẹt mic, nghẹt nhạc, mất mic hoặc mất nhạc này, sôi tiếng này, ù tiếng này, hoặc là chạy nổ. Chạy nóng lên máy nổ nổ này, hoặc là tiếng lúc có lúc không. Hoặc là có thể là không kết nối được với máy tính qua cổng USB 2. Nôm na thì nó như dòng X5 kia thôi mọi người nhé. Đó thì mọi thông tin chi tiết thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số máy 0868 59964 để gặp trực tiếp kỹ thuật mọi người nhé. Đó, mọi thông tin chi tiết về các vấn đề xử lý kỹ thuật. Đó, mọi người liên hệ trực tiếp theo số máy đó.